Mọi người ơi, cuối cùng thì chúng ta cũng đã tới được sa mạc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm kho báu nha anh em. Anh em đã sẵn sàng chưa? Ủa sao mày sẵn sàng vậy? Anh em đã sẵn sàng chưa? Ok, sẵn sàng hết rồi phải không? Rồi, ok. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini quơ mới trên kênh YouTube của mình cùng với đại gia đình Hero Team. Ta-da! Yeah! Ok anh em ơi, thì hôm nay nè, mình đã mời các thành viên của Hero Team vào trong đây để cùng với mình gọi là từ làng Hero Team về bên gọi là phía sa mạc để bọn mình đi kiếm kho báu các bạn ơi. Bạn xem nè, đây bọn mình đang ở trong sa mạc đó bạn ơi, bạn thấy không? Và ở trong cái sa mạc này nó đang có rất là nhiều kim tự tháp. Và theo như truyền thuyết của mình nghe nói á, thì ở trong kim tự tháp nó có rất là nhiều kho báu luôn. Cho nên để cho bọn mình có thể trở thành những YouTuber giàu nhất thế giới, cho nên bọn mình sẽ vào trong sa mạc để bọn mình gọi là kiếm gọi là kim cương, kiếm kho báu nha các bạn. Đó, nếu như mà kiếm ra thì bọn mình sẽ trở thành YouTuber giàu nhất thế giới. Nếu như không kiếm ra cái là bị quái vật ăn thịt thì chúng mình sẽ thành đắp mộ cuộc tình. Đúng rồi, nếu như không tìm ra được kho báu mà bị quái vật ăn thịt thì chúng ta sẽ trở thành những YouTuber nhỏ nhất thế giới nha. Ok rồi, xui xẻo nhất thế giới rồi. Rồi, dịch nên dịch đừng có lo. Trời, bây giờ vô chổng mà mình gặp con quái vật Ai Cập nào nó nhìn em nó phải sợ luôn á. Đúng rồi. Kyron chỉ cần kiểu méo mèo méo mèo mèo cái thôi mấy con quái vật nó sợ liền luôn anh. Đó, ok đi đi. Không. Kêu con quái vật đen thù lùi đang đứng nhìn em kìa. Cái ủa cái gì? Cá muối. Ai vậy? Ủa bắt cá muối hả? Trời, mấy bạn ơi, tính ra bọn mình đi kiếm kho báu chứ phải là đi lễ hội Halloween đâu mà cá muối hóa trang ghê quá vậy. Đây, anh vừa mới thay đồ là anh trở thành Luffy, thế mọi người mặc đồ trang phục lại quá đây. Wow, anh cũng thay đồ. Anh dịch đổi thành Luffy luôn. Trời ơi, vậy là trong đây chúng ta đang có ba người rất là ngầu, còn một người nhìn rất là bd. Ok rồi. Ok rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau vào hôm nay kiếm kho báu nào. Đây là một căn hầm nè. Bảo đi mọi người. Hey, Why? Trời ơi, xác ướp Ai Cập mấy bạn ơi, thấy không? Kim tự tháp thật là nguy hiểm. Vừa vào thấy có xác ướp Ai Cập. Trời ơi, cà lắm luôn. Hơi đồng với dịch. Sao mình ăn gì? Alo. À chắc là do chắc là do nhìn thấy anh dịch xấu trai quá cho nên nó dí hen của anh dịch tới quýnh á, chứ anh nó đâu quýnh em đâu, thấy không? Ui mọi người ơi, em giết mấy con này xong em lượm được mấy cây giáo nè, có ai lượm được không? Ai lượm được không? Cây giáo xịn nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi qua bên cái chỗ tiếp theo nè. Ủa đường hầm đâu? Có cái rương như đây nè mọi người. Rương này có gì ạ? Ui giáp lượm. Wow. Anh sẽ tìm ra mấy bộ giáp mà các bạn lượm hết mình kể chuồng á luôn. Thôi dịch kể chuồng đi chứ dịch mặc áo làm gì, hiểu không? Rồi ok, để em kiếm coi cái đường đi qua bên ải tiếp theo nằm chỗ nào ta. Ui có gì sáng sáng nè. Dịch. Ủa? Qua đây, có dạ? Gì sáng sáng trong đây nè, hình như là cửa hay sao á. Wow. Hóa ra cái là lên luôn à. Ủa? Hóa ra có căn hầm bí mật dịch ơi. Trời ơi cái gì chứ, mấy cái trò bắt cua này là em gọi là học hết của ông Siro rồi. Giờ em bắt cua không thua với ông Siro luôn á. Té làm sao mà được đó. Mấy trò con nít thấy không. Trời ơi, ngay cả gọi là bóng như cây ron còn nhảy được chứ huống gì là em, hiểu không? Đó ok. Qua nào. Ok qua. Dịch ơi. Nasus. Nasus. Con Nasus. Con Nasus trong liên minh huyền thoại nè. Ui trời đông quá. Trời nó mạnh quá. Để em dùng cung bắn đó. Cái này lúc mà em mới gặp em tưởng nó con trai en đó anh. Cái đầu cái gì mà trai en? Cái con này là nó có cái đầu hình hình con chó mà cái thân của nó là hình hình con người nè. Trời ơi, cái này người ta gọi là con gì ta? Trời em. Nhân sư. Quái vật là Nasus này bình thường ở trong lăng mộ kim tự tháp nó người body sầm mũi mấy con này bụng bự vậy. Cái con này nó uống bia nhiều quá nó bụng bự anh. Ê, rồi xong nó giết em luôn. Rồi đầu em bên đây, đầu đầu bên đây đây. Gì vậy? Cái gì vậy cay? Gì vậy bên đây? Cái gì mà bên đây? Cay Ron này. Rồi đầu em đây ba đứa rồi, đầu em đây. Yên tâm, có Phong đây, Phong sẽ bắn nó giùm cho. Mày mày tao mày. Rồi. Đó là cái nỏ này Phong ơi. Ui, có cái đỏ hả? Đâu cho em mượn. Ok. Có ai lượm được hai cái không? Em không có, em không có. Ui, dịch ơi, cái cây nỏ này nó bắn một lần là ba mũi tên luôn nha. Bùm. Mọi người em còn dư hai cây kiếm nè, cho mọi người hai cây kiếm nè. Đó. Ở cho Phong cây đi. Rồi okay. Ok, để xem coi ở trên đây có cái rương này dịch, để xem lần này là cái gì đây. Giáp kim cương. Wow. Ok, lượm luôn. Giáp kim cương. Giáp kim cương. Các bạn ơi, các bạn có thể cư xử như một người văn minh nữa, mình vẫn chưa có gì mặc từ nãy đến giờ nè.
Thôi vậy thôi, yên tâm. Nè, em cho dịch giáp kim cương, giáp sắt. Để em cho anh cái bộ áo giáp sắt của em nè, đó lượm đi. Sao mình dùng cái thùng rác quá vậy? Lượm đi anh. Ok, chúng ta cùng nhau đi tiếp nào. Bật ra. Ok. Tiếp theo là gì đây? Rồi, cười tiếp theo. Mọi người ơi, qua coi nè. Dạ. Coi chừng nha. Anh nhìn mấy cái nút này anh nghi lắm nha. Em cũng nghi lắm nha. Đầu đe em test thử trước cho. Để coi coi. Trời ơi, chết meo luôn. Ôi, cái này là 7, cái này là 7 á. Rồi xong cháy. Em vẫn còn đang cháy. Em vẫn còn bị cháy vậy ơi, cứu em. Giờ biết lấy đâu nữa mà cháy. Ok rồi xong. Tính ra là em bị cháy mà ca mui bả vui lắm, sao bả hát sùm kìa trời ơi. Ca mui vui quá, ca mui. Ca mui vui quá. Tóm lại là biển lập kế hoạch đi qua chỗ cái cạm bẫy này đi nè. Các bạn nhìn mình đi này, các bạn nhìn mình đi đây này. Ok. Người ta thể hiện đúng không? Nhìn này. Ok. Này thì thể hiện này. Này thì thể hiện. Em hiểu rồi. Em hiểu rồi dịch ơi, chúng ta sẽ phải nhảy qua những cái này. Em hiểu rồi. Bọn mình chân dài, bọn mình mới nhảy được chứ làm sao mà lùn như ca mui mà nhảy được đúng không? Chắc không. Ca mui chen chen kìa, ca mui chen. Ca mui chen chen kìa. Ủa khoan, sao ca mui làm được ạ? Ca mui đi ở bên cái bìa bên đây là ca mui sẽ không bị dính bẫy. Trời ơi, ca mui thông minh các bạn ơi, ca mui thông minh trời. Đúng rồi ha. Cái chân người ta ngắn thì cái não người ta phải dài ra. Hợp lý. Được. Đi vào. Ủa sao em bị dính bẫy vậy? Anh lẻ đi anh. Đậu bọn em té rồi. Em đi. Cố lên. Ok, để em xíu. Em đang chậm qua đây. Trời ơi, hời luôn á. Mình như vậy mình còn thua bà ca mui nữa. Thiệt, cái ải này mình thua ca mui rồi. Thiệt, thật là không thể nào chấp nhận được mà. Ca mui đi ra. Này thì cho người ta hả? Ca mui chết queo luôn các bạn ơi. Anh em có thể dừng lại một xíu, anh hỏi em một câu được không? Câu gì? Anh hỏi đi. Anh em hỏi em hai câu đi. Từ nãy giờ em mặc cái bộ giáp này là theo phong cách gì vậy? Em đang mặc một cái bộ giáp theo phong cách gọi là Trung Quốc đó, những cái anh hiệp sĩ ở bên Trung Quốc á. Theo cái bộ giáp này mà em nhìn là em có thể thấy được là em đang mặc bộ giáp của Thiên Bồng Nguyên Soái đó. Cái gì mà lại có cả móc leo thiên trường hải tặc hay? Ủa đâu? Cho nó ngầu á, chung là em trộn tâm mình ra. Mình đang sống ở thời hiện đại mà dịch mình phải đúng rồi. Ok. Vậy câu hỏi cuối cùng anh muốn hỏi em là sao em đầu tư nguyên bộ giáp từ đầu đến chân mà em không đi đôi giày vậy? Khoan đâu. Đúng ha. Trời ơi, do là em lấy hết tiền em mua hết giáp rồi cho nên giờ em hết tiền mua giày. Ok rồi. Mở cửa. Rồi, ải tiếp theo nào, để coi là gì đây. Lưu điểm hồi sinh nha mọi người, nhớ lưu điểm hồi sinh nha, phải chết á. Mê cung. Hấp dẫn nha. Thôi cứ hơi mê cung. Mình phải đi, chúng ta đâu chạy hết rồi. Mình không gian lận được rồi, cái này là mình phải đi bộ các bạn ơi. Từ. Mê cung có bảy. Có bảy vậy đây. Dịch ơi, em sắp chết rồi dịch ơi. Rồi xong chết bèo. Trời ơi. Còn mấy cái rương nè Phong, đi tìm mấy cái rương nè. Ủa có rương hả? Ok để em đi kiếm. Thôi trong đây bảy nhiều quá bạn ơi. Chứ mình cần rương làm gì hả ông? Rương này có gì không? Có gì hả? Mấy cái rương này nó sẽ chứa một cái gì để giúp cho chúng ta đi ra nè. Em nhặt được cái cung xương rồng gì đây. 1 hour later. Đi đường này hả? Đi thẳng rồi, quẹo. Cái gì vậy? Anh quay lại, anh Phong ơi. Đâu? Đây đi này, đi này. Đây, anh đi đúng được rồi. Đây, qua đây. Ok, đúng rồi. Quẹo, quẹo trái. Trời ơi, dễ ẹt. Em cố ý, em lạc đường cho Caron chỉ chứ em đâu có phải bị lạc đường đâu. Em cố ý em lạc đường á. Thấy em ghê không dịch? Thấy em ghê không? Em cố ý lạc đường á. Ok. Mở cửa tiếp. Rồi, coi ải tiếp theo coi. Ui. Ải tiếp theo là vừa có vừa có xác ướp ai cặp mà vừa có gọi là mấy con này luôn. Trời ơi, ghê thiệt. Mày hả mày? Ủa, ơi, có gì chụp quá vậy? Trong phòng này có một con to hơn các con bình thường nhìn kìa. Ui, con này hình như là Pharaon nè, con này hình như là vua nè. Ui, vậy chúng ta sắp tìm được kho báu rồi mọi người ơi. Giết hết bọn nó là tìm được kho báu. Ok, cố lên, để em lấy cung bắn ra cho. Mày na suốt đó mày. Mày hả mày? Ui, lục được một cái áo choàng này Phong ơi. Ui xịn vậy anh. Giữ đi. Giữ đi. Ui, em lượm được một cái áo choàng luôn nè. Ui xịn. Mày. Quýnh nó đi mày, quýnh nó. Ây da, rồi xong nó giết em rồi. Ây da, đau quá. Đau sợ luôn á. Chùm cuối nó mạnh à. Chùm cuối nó mạnh quá à. Anh em mình phải chơi hội đồng nó thì mới giết được nó, hiểu không? Mày. Ôi chết rồi. Anh em ơi, chúng ta đã chiến thắng rồi. Giờ chúng ta sẽ lên lấy kho báu.
Thôi thôi thôi, thử vô trước đi, thấy trong này có cái hố gì ghê lắm. Ê, cái gì? Cái gì? Ủa, quên chưa? Quên đây. Cái đầu hồng. Tại sao cây Ron với đuôi lại chiến thắng? Chết ơi, anh em mình thua cây rồi anh ơi. Sao bây giờ mình ba má mình dạy là mình phải nhiều con gái mà. Ok thôi nhường con gái đi. Ok bạn ơi, thì bây giờ mình đã cùng với anh Dịch, cùng với Kairon và cùng với chị Kamui, bọn mình đã cùng nhau kiếm được kho báu rồi nha. Nhưng mà kho báu ở bên dưới không có gì hết trơn luôn, chỉ có mỗi một cái ngôi sao mà Kairon nuốt cái dưa trong bụng luôn rồi, cho nên là không còn gì hết trơn. Ôi trời, vậy là bọn mình sẽ không thể nào trở thành những YouTuber giàu nhất thế giới được rồi, buồn quá. Nhưng không sao, dù gì thì bọn mình cũng đã có được một buổi đi du lịch gọi là cái gì ta, sa mạc cực kỳ vui bạn ơi, đó là vui luôn. Mọi người có thấy vui không? Vui đúng không? Ok luôn. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên hãy để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng kiếm hội cho kênh YouTube của mình. Cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của anh Mr. Dịch, Kairon TV, Kamui TV cùng với các thành viên của Hero Team để đăng kiếm hội cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ đi, bye bye, hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em, phải rồi, tạm biệt.